Ngày 11 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh nhằm giải ngân 7 tỷ đô la Mỹ vốn thuộc sở hữu của chính phủ tiền nhiệm tại Afghanistan. Khoản tiền vừa được Tổng thống Mỹ ký giải ngân thuộc sở hữu của chính quyền tiền nhiệm của Afghanistan sẽ được sử dụng để viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan cũng như bồi thường cho các nạn nhân của vụ khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Khoản tiền 7 tỷ đô la Mỹ này đã bị phong tỏa tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sau khi chính quyền tiền nhiệm ở Kabul sụp đổ và lực lượng Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát Afghanistan hồi giữa năm ngoái. Tổng thống Mỹ dự kiến dành 3,5 tỷ đô la trong khoản tiền này để thành lập một quỹ tín thác viện trợ nhân đạo cho Afghanistan vì lợi ích của người dân và tương lai của đất nước này. Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế gọi tắt là HERA, cơ quan mới của Liên minh châu Âu-EU chịu trách nhiệm phát hiện và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về y tế xuyên biên giới, đã thông qua chương trình hành động năm 2022, đánh dấu sự ra mắt chính thức của cơ quan này. Cơ quan ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu HERA được thành lập sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và do ông Pierre de người Bỉ, đứng đầu. Ngân sách cấp cho hoạt động của cơ quan này trong giai đoạn 2022-2027 là 6 tỷ euro, trong đó riêng năm nay là 1,3 tỷ euro. Hera có nhiệm vụ nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa và các cuộc khủng hoảng sức khỏe tiềm ẩn. Trong trường hợp khẩn cấp, cơ quan này sẽ bảo đảm việc phát triển, sản xuất và phân phối thuốc, vaccine và các vật tư y tế khác như găng tay hay khẩu trang. Theo kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Ấn Độ, thì người có hệ miễn dịch lai, tức là được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sau khi từng mắc và khỏi bệnh, có khả năng ngăn chặn hiệu quả biến thể Omicron. Nghiên cứu của Ấn Độ khẳng định người có hệ miễn dịch lai có khả năng ngăn chặn hiệu quả biến thể Omicron, còn hơn cả người đã tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Theo nhóm nghiên cứu, đây chính xác là nguyên nhân giúp Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong giảm mạnh trong làn sóng dịch thứ ba. Trong vòng một năm rưỡi, nhóm nghiên cứu đã khảo sát khoảng 2.000 bệnh nhân ở Kochi, được chia làm ba nhóm gồm nhóm đã tiêm chủng vaccine, nhóm mắc bệnh và nhóm được tiêm chủng sau khi khỏi COVID-19. Kết quả cho thấy người được tiêm vaccine sau khi khỏi COVID-19 phát triển hệ miễn dịch lai có khả năng kháng virus hữu hiệu với phản ứng miễn dịch mạnh gấp 30 lần so với hiệu quả của việc tiêm hai mũi vaccine. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA ngày 11 tháng 2 đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm nay và đồng thời cảnh báo nguy cơ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và những nước liên minh không đáp ứng các mục tiêu về sản lượng. Trong bối cảnh chính phủ các nước đang tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch, cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong năm nay lên 100 triệu 600 nghìn thùng dầu một ngày, tăng 3,2 triệu thùng một ngày so với dự báo trước đó. Theo IEA, việc OPEC cộng không đáp ứng mục tiêu sản lượng trong thời gian dài và tình trạng leo thang căng thẳng địa chính trị đã khiến giá dầu gia tăng. Giá các hợp đồng mua dầu tiêu chuẩn của Mỹ và quốc tế trong tháng 1 đã lên mức cao nhất trong 7 năm và dao động quanh mức 90 đô la Mỹ một thùng. IEA cảnh báo nếu tình trạng chênh lệch giữa sản lượng dầu của OPEC cộng và mục tiêu do nhóm này đề ra kéo dài, căng thẳng về nguồn cung sẽ leo thang, làm tăng nguy cơ bất ổn, tạo thêm áp lực giá cả và ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Pháp vừa cho ra mắt tàu chở hàng không khí thải mang tên là Energy Observer 2, mở ra một tương lai xanh của ngành vận tải biển. Tàu chở hàng không khí thải mới của Pháp chạy hoàn toàn bằng nhiên liệu hydro hóa lỏng, không tạo ra khí thải nhà kính. Tàu dài 120 mét, rộng 22 mét, có tải trọng 5.000 tấn, có khả năng chứa 77 tấn hydro hóa lỏng và di chuyển khoảng 4.000 hải lý. Ngoài ra, tàu cũng được thiết kế nhằm tiết kiệm năng lượng như các cánh buồm sử dụng lực đẩy của gió, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 40%. Nhà sản xuất kỳ vọng, con tàu chở hàng không phát thải này có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực hàng hải. Dù đại dịch vẫn phức tạp, song nhiều nước đang dần thích ứng linh hoạt, phục hồi hậu dịch bệnh và đặc biệt là triển khai các kế hoạch mở cửa. Ngành du lịch tại Đông Nam Á thì đang ghi nhận các dấu hiệu tích cực khi mà lượng đặt chỗ các chuyến bay tới khu vực thì đã tăng mạnh trong tháng riêng. Theo thông tin từ hãng đặt vé trực tuyến Skyscanner, các nước như Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Indonesia và Singapore bắt đầu mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm chủng, khiến lượng đặt vé máy bay trong tháng 1 tăng từ 19 đến 300% so với tháng 12. Theo hãng này, khi các hạn chế được nới lỏng, khách du lịch sẽ sẵn sàng thích ứng với các biện pháp mới để có thể đi du lịch quốc tế. Trong những tuần tới, các hãng hàng không sẽ công bố lịch trình mới và tăng năng lực để cho phép các chuyến du lịch quốc tế hoạt động trở lại trên quy mô lớn.